Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Chelsea cũng chính thức công bố huấn luyện viên trưởng mới với thông báo trên trang chủ. Chelsea vui mừng xác nhận Mauricio Pochettino sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội từ đầu mùa giải 2023-2024. Theo đó, cựu thuyền trưởng Tottenham và PSG sẽ dẫn dắt Chelsea trong 2 năm và có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Pochettino chính thức tiếp quản đội bóng từ ngày 1 đến 7 tới. Sự xuất hiện của Pochettino ít nhiều mang lại sự lạc quan cho các cổ động viên Chelsea sau mùa giải thảm bại vừa qua. The Blue trắng tay và thậm chí còn xếp thứ 12 phần 20 tại Premier League, một trong những thành tích tệ nhất lịch sử đội bóng. Sau khi sa thải Thomas Tuchel rồi đến Graham Potter, tình hình càng trở nên tồi tệ với The Blue dưới những ngày tháng Frank Lampard nắm quyền, với những trận thua liềm xiềng. Pochettino có kinh nghiệm ở Premier League và cũng từng dẫn dắt những ngôi sao lớn ở PSG, nên nhận được sự tín nhiệm từ ông chủ Todd Bowley. Mùa tới, Chelsea không giữ cúp châu Âu và đây được coi là một lợi thế cho huấn luyện viên mới như Pochettino vì ông chỉ cần tập trung hoàn toàn vào đấu trưởng trong nước đặc biệt là premier league